Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trận. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm, dương liễu mộc, kỷ tuổi, đinh sửu, tân sửu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi. Sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao Sáu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Nam và Tài Thần, hướng Tây Bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện Tý Mùi tư hại, làm cho bà tuổi Tý đang có điềm báo, có thể vướng phải họa tiểu nhân trong ngày hôm nay nếu như bạn không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Và bà tuổi Tý, bạn nên tránh thái độ gắt gỏng để không làm sứt mẻ tình cảm với người khác trong ngày hôm nay. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được tin mừng về con đường tài lộc. Về tình hình tài chính của bà tuổi Tý trong ngày này được khởi sắc
khi bạn đang được các thần trợ mệnh. Dù là làm công ăn lương hay là thiêu nghiệp kinh doanh buôn bán, đều có thể có được nguồn thu nhập tiền bạc về khá nhiều, không kể xiết. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy tương xung, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Với những cặp đôi cảm thấy không còn nồng cháy như thuở ban đầu nữa, cảm giác nhạt nhẽo khiến cho hai người chẳng muốn gặp mặt nhau nhiều như trước. Sự nhàm chán là rất đáng sợ, nếu như bạn tuổi Tý không muốn tình cảm rạn nứt thì hãy tìm cách hâm nóng tình yêu, tạo sự tươi mới cho tình yêu đi bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể vướng phải họa tiểu nhân nếu không kiểm soát được cảm xúc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy tránh tỏ thái độ gắt gỏng với những người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tài lộc có tin mừng, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn kinh doanh hay là làm công ăn lương đều có được nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên tìm cách hâm nóng tình cảm đã bị rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 30, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Mùi tương xung, cái điều này ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, và những cơn nóng giận đó có thể khiến cho tình cảm gia đình mâu thuẫn. Mọi chuyện đều có cách để giải quyết. Với bạn tuổi Sửu đừng có để cho cảm xúc chi phối hết cả lý trí mà làm tổn thương những người mà mình yêu thương. Đến khi giật mình tỉnh ngộ lại thì cũng đã muộn mất rồi. Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng, không thể thay thế và cần phải giữ gìn bạn tuổi Sửu nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Sửu có được tinh thần làm việc hăng say. Dù bạn được giao nhiệm vụ khó khăn hoặc là có nhiều chi tiết mới, bạn tuổi Sửu cũng không chút nề hà. Bạn nghiên cứu thận trọng và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, trạng thái tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cơn nóng giận làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho cảm xúc che mờ lý trí, gây tổn thương cho những người thân yêu. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tinh thần làm việc hăng say, nghiêm túc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 18, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang có được báo hiệu dễ đạt được những bước tiến khá lớn trong công việc của mình ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Và bạn tuổi Dần, bạn đang có được sự tập trung dồn hết sức để hoàn thành công việc được giao, không ngại khó, ngại khổ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đó, khiến cho người khác phải thán phục và kính nể bạn. Nhờ năng lực
bạn vươn lên gây được ấn tượng, uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, cho thấy năng lực của bản thân bạn cũng không hề thua kém ai cả. Có vẻ bạn đang khiến cho nhiều đối thủ cần phải cảnh giác về bạn nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn Tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bản mệnh với người thân yêu gặp nhiều mâu thuẫn, đào hoa xấu dẫn đến bạn đang có tư tưởng ngoại tình. Hạnh phúc vốn trong tầm tay, nếu như bạn không biết nắm giữ và đứng núi này trong núi nọ thì sẽ hối hận không kịp đó bạn Tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, công việc đạt được bước tiến triển lớn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, dồn hết sức để hoàn thành công việc được giao. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đó. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, vươn lên gây được ấn tượng, uy tín, sức ảnh hưởng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn, có điềm báo đào hoa xấu. Và đánh giá của bạn Tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão bước sang một ngày gặp được nhiều điều may mắn và thuận lợi, nhờ bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi phù trợ. Vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này có rất nhiều điểm sáng, bạn thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ của mình. Bạn sẽ được những người xung quanh ủng hộ, động viên cũng như là chung tay góp sức tạo điều kiện tốt nhất để cho bạn phát triển. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão, bạn cần phải cẩn trọng, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân lừa lọc về tiền bạc. Kẻ tiểu nhân biết cách nói chuyện khiến cho bạn tuổi Mão dễ dàng tin tưởng và trao tiền bạc đi mà chẳng chút nghi ngờ. Và ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ tương xung. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được suôn sẻ cho lắm. Đối với những bạn đang còn độc thân, cần có nhiều dũng khí hơn để tiến tới bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, vận trình có được nhiều điểm sáng, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, thoải mái thể hiện mục tiêu, vươn tới ước mơ thành công. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, được mọi người ủng hộ và tạo điều kiện để phát triển. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, cẩn trọng, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân lừa lọc về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đối với những bạn đang còn độc thân, cần phải có thêm dũng khí bày tỏ tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điềm báo có thể phải đối mặt với họa phá tài trong ngày hôm nay. Do đó, bản mệnh tuổi Thìn đây là thời điểm không thích hợp để cho bạn đầu tư. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt
tránh sập bẫy của những kẻ quả mồi, đưa ra lãi suất cao ngất ngưỡng với những lời lẽ ngọt ngào. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải thắt chặt vấn đề về chi tiêu, quản lý về tài chính cho khoa học, hợp lý hơn. Bạn cũng nên mua sắm có chừng mực, đặc biệt là đừng có quá sa đà vào các trang mạng mua sắm trực tuyến, kẻo lại cháy túi lúc nào không hay. Ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, đặc biệt là đường tiêu hóa. Bạn mệnh tuổi Thìn cần phải chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ hay mải mê làm việc mà bỏ bữa, có thể sẽ gây ra nhiều tác hại không lường cho bạn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa có thể gặp họa phá tài, thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ nên tìm thời điểm khác đầu tư để thích hợp hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy của những kẻ lừa lọc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim nên thắt chặt vấn đề về chi tiêu, quản lý tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chú ý đường tiêu hóa, ăn uống khoa học hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có quý nhân tam hội dẫn dắt, cho nên con đường tình duyên của bạn có được sự khoe sắc rực rỡ. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ tìm được ý trung nhân cho mình. Nếu như bạn tuổi Tỵ, bạn chủ động và tích cực hơn trong chuyện tình cảm của mình, thì quý nhân sẽ tạo thêm cơ hội để cho hai người nên duyên. Trong công việc của bạn tuổi Tỵ ngày thứ 6 này, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp với mình. Bạn tuổi Tỵ, bạn biết cách để người khác phải ấn tượng về những gì mình đang có, tạo lòng tin cho những người đi theo và làm việc cho mình. Nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công cho bạn. Với bạn tuổi Tỵ, đôi lúc bản mệnh sẽ phải gặp nhiều khó khăn và thử thách mới, nhưng bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ vượt qua được tất cả. Song bạn tuổi Tỵ cũng cần phải rèn cho bản thân mình khả năng kiểm soát về cảm xúc, chứ đừng có để cho cảm xúc lấn át cả lý trí bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, tình duyên khởi sắc rực rỡ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, quý nhân tạo cơ hội tìm được ý trung nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đạt được bước tiến triển mới trên con đường công danh, sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, biết cách tạo ấn tượng và lòng tin với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nên rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang đón nhận nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Đối với những ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng có được sự hòa thuận, giúp cho bản mệnh luôn vui vẻ và hạnh phúc và có thêm động lực để cố gắng hơn trong mọi công việc.
Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ được ông Tơ Bà Nguyệt xuyên duyên, dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình. Bản mệnh nên mở rộng trái tim, đừng có quá khắt khe với bản thân, cũng như là với đối phương. Hãy cho cả hai cơ hội để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối. Cho nên với bạn tuổi Ngọ, dễ dàng hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt. Bản mệnh biết cách khéo léo lợi dụng những ưu thế của mình đang có để giải quyết những vấn đề nan giải, vươn lên, tạo sự đột phá, khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ về bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhân duyên được tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, được ông Tơ Bà Nguyệt xia duyên với người thích hợp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên mở cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt bằng những ưu thế sẵn có của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 63, số 27, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, bạn phải trải qua một ngày không được mấy may mắn cho lắm. Bạn mệnh tuổi Mùi có thể gặp phải những tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi ở những nơi làm việc trong ngày hôm nay. Và tốt nhất là bạn nên giữ vị trí là người ngoài cuộc sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên ham những lợi ích trước mắt. Đừng mong muốn mình không tốn công sức mà lại có được hưởng thành quả lao động của người khác. Bạn hãy lao động một cách chân chính, rồi bạn sẽ được nếm trải trái ngọt do chính bàn tay của mình trồng nên. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy sự bốc đồng của bản mệnh trong ngày hôm nay là có nguyên nhân do bạn thiếu đi sự kiểm soát của bản thân. Những lúc cảm xúc bất ổn với bạn tuổi Mùi dễ làm tổn thương tới người thực sự quan tâm tới mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên giữ vị trí trung lập trong những cuộc tranh luận. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng bao giờ nghĩ ngồi không mà được hưởng thành quả ngọt ngào. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nỗ lực hết mình rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể gây tổn thương cho người yêu thương do cảm xúc bất ổn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 72, số 91, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay đang có điềm báo không được như ý khi bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh. Với bạn tuổi Thân mãi luôn nghĩ chuyện riêng tư, cho nên đang thiếu đi sự tập trung để cho những chuyện cá nhân riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Bạn tuổi Thân trong ngày này, do đó bạn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết một cách êm đẹp.
Nếu như bạn tuổi Thân không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì rất có thể bạn sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí bị trừ lương nữa. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại có được phần tốt đẹp. Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là cơ sở vững chắc để cho bạn tuổi Thân luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Bạn nghĩ rằng mình phải chăm chỉ làm lụng hơn để xây dựng mái ấm gia đình mình ngày một hạnh phúc và đầy đủ. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc gặp nhiều trục trặc, không được như ý. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thiếu đi sự tập trung để chuyện cá nhân xen vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, dễ mắc sai lầm ở ngay cả những công việc đơn giản. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, kẻo lại bị khiển trách. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, tạo động lực để cho cả hai cùng cố gắng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang đón nhận nhiều tin vui về con đường tài lộc. Con đường tài lộc của bạn được vượng phát như được trải thảm hoa hồng, đặc biệt là đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà như nước. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có thể được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Và dù với bạn tuổi Dậu đứng trước những khó khăn, thử thách thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng, nhụt chí. Nhờ vậy, bạn luôn có được sự đánh giá cao cả về vai trò của mình trong tập thể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng rất tốt đẹp. Con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, giúp cho những ai đã có đôi có cặp, có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải siêng năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội cho mình để nên duyên đôi lứa. Đừng có lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu đến với mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài lộc vượng phát như được trải thảm hoa hồng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn kinh doanh buôn bán dễ đạt được thành công, tiền bạc đổ về như nước. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân cần phải năng nổ tìm kiếm cơ hội nên duyên đôi lứa. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tuất Mùi tương phá. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất dễ gặp phải trục trặc trong công việc, mọi chuyện có thể không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước, khiến cho bản mệnh tuổi Tuất cảm thấy rất buồn bực. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải chú ý đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình.
Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến cho công việc của bạn đang làm gặp nhiều khó khăn, nhiều trở ngại và khiến cho tiến độ công việc bị chậm lại. Ngày này, bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn là một người nhiệt tình và thẳng thắn. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại rơi vào tình trạng nóng vội, đưa ra những quyết định không thật chính xác. Bạn cần phải tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, công việc gặp trục trặc, không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, cần phải chú ý và đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tiểu nhân gây khó dễ, làm chậm tiến độ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nổi nóng, dễ dẫn đến quyết định vội vàng, thiếu đi sự chính xác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên tham khảo ý kiến của mọi người, đặc biệt là những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng chanh, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được vận quý nhân tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi không gặp phải bất cứ khó khăn gì trong công việc ngày hôm nay. Bạn tuổi Hợi, bạn chỉ cần tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có được một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, đây cũng là thời điểm tương đối là thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định về đầu tư hoặc là kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể sẽ gặp được một vài đối tác đáng tin cậy. Bạn cũng cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp này giữa hai bên. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng thì bạn không nên cố tình lờ đi, mà đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau để cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, công việc được suôn sẻ khi giữ được tinh thần bình tĩnh và ổn định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định về đầu tư hoặc là kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, gặp được đối tác đáng tin cậy, duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai bên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần phải quan tâm hơn tới các vấn đề của gia đình mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đối mặt thẳng thắn với những khúc mắc giữa vợ chồng để cùng nhau tìm cách giải quyết. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.